Vậy em, cách để chúng ta tìm cực trị của hàm số. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì để lập cái bảng biến thiên nó cũng phức tạp, cho nên nó có một cách khác là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái đạo hàm hai phẩy của nó. Ở định lý 3 này nói rằng nếu như một cái hàm số mà có đạo hàm cấp 1 trên khoảng AB chứa điểm x0 và tại cái f phẩy x0 thì đạo hàm nó bằng 0, có nghĩa là trong cái trường hợp này là nó có đạo hàm, chứ không phải là giống như cái ví dụ 2 là nó không có đạo hàm. Và nó có đạo hàm cấp 2 khác không tại điểm x0? Nghĩa là có đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 tại điểm x0. Thầy lưu ý nhé. Điều kiện để thực hiện cái định lý này là có đạo hàm cấp 1 bằng 0 và đạo hàm cấp 2 khác không tại điểm x0. Thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Nếu tại cái điểm x0 đó, tại điểm x0 mà làm cho đạo hàm cấp 1 bằng 0 và đạo hàm cấp 2 bé hơn 0 thì hàm số đạt giá trị cực đại. Còn tại điểm đạo hàm cấp 1 f(x0) bằng 0 và đạo hàm cấp 2 lại lớn hơn 0 thì tại đó thì hàm số đạt giá trị cực tiểu. Thầy tóm tắt đây nhé. Tóm tắt đây này. Tóm tắt lại cái định lý này. Nếu như tại cái điểm x0, đầu tiên nếu như mà f(x0) bằng 0 và f(2x0) mà bé hơn 0 thì tại đó đạt giá trị cực đại. Và f(x0) mà bằng 0 mà tại f(2x0) lại lớn hơn 0 thì tại đó đạt giá trị cực tiểu. Bây giờ chúng ta xem tại sao nó lại như vậy, thầy sẽ giải thích. Cái này thì nó hơi nằm ngoài chương trình của chúng ta một tí. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp 1 đó là f(x0) bằng 0 và f(2x0) bé hơn 0. Tại sao nó lại có giá trị cực đại tại đây? Chúng ta lưu ý này. f(2x0) bé hơn 0 tại điểm x0 có nghĩa là chúng ta sẽ có f(2x) sẽ bé hơn 0 với mọi cái x0 thuộc cái lân cận AB, với mọi x thuộc lân cận AB nào đó mà chứa x0. Là thế này này, tại x0 đây nhé. Được chưa? f(2x0) bé hơn 0 thì nó phải tồn tại một cái lân cận, mặc dù rất là bé thôi cũng được, AB nào đó, để sao cho trên toàn bộ đây, trên toàn bộ nó thì cái f(2x0) nó sẽ cũng phải bé hơn 0. Như thế có nghĩa là gì? F có nghĩa là f(2x) trên nó bé hơn 0. Mà chúng ta lưu ý này, f(2x) nó chính là gì? Chính là đạo hàm của f(x). Mà nó bé hơn 0 thì suy ra là f(x) nó phải là cái hàm nghịch biến. Có nghĩa là f(x) phải là hàm nghịch biến. Nghịch biến. Mà chúng ta để ý thế này, nó là nghịch biến rồi nhé. Tại x0 thì nó bằng 0. Nghịch biến có nghĩa là thế nào? Nghịch biến có nghĩa là nó đi xuống, đúng không? Có nghĩa là f(x0) nó đi xuống. Thì hiển nhiên trên này nó phải là dương, còn bên này nó phải là gì? Phải là âm, đúng không? Bên này nó phải là dương, bên này là âm. Tại đây nó bằng 0 rồi mà nó đi xuống thì bên trên nó phải dương, bên này nó phải âm. Vậy có nghĩa là đạo hàm tại điểm x0 nó thay đổi từ dương sang âm, thì chúng ta vẽ bằng biến thiên này, từ dương sang âm thì nó phải là giá trị cực đại. Và tương tự cái trường hợp 2 thì chúng ta cũng có thể giải thích tương tự được. Đây, thầy giải thích một cách rất là hình học cho các bạn hiểu vấn đề này thôi. Còn vấn đề của chương trình của chúng ta thì cũng không cần phải nắm bắt được cái này. Chúng ta chỉ cần nhớ thế này, cách để chúng ta tìm giá trị cực đại và cực tiểu này. Tại đó đạo hàm bằng 0 và đạo hàm f(2) tại đó bé hơn 0 thì là cực đại. Tại đó đạo hàm bằng 0 nhưng đạo hàm f(2x0) tại đó lớn hơn 0 thì tại đó đạt giá trị cực tiểu. Đây là một cách nữa để chúng ta tìm giá trị cực đại và cực tiểu. Bây giờ chúng ta thử áp dụng một bài để chúng ta làm bài toán này.